Thiện xin mến chào cô chú anh chị. Hôm nay Thiện thả cá phóng sanh. Thì hôm nay Thiện thay mặt anh Huỳnh Quốc, anh có gửi cho Thiện là 350 đô. Thì ngày hôm nay Thiện mua gần 3 triệu tiền cá để thả phóng sanh. Thì đây gồm có cá sặc rằn, cá rô phi, cá thác lát, cá lóc, cá chê, cá rô nữa. Giờ mình thả cá rô phi trước. Nam Mô A Di Đà Phật. Trở về sông đi con. Đó, trở về tự nhiên đi. Đây này là cá sặc rằn nè. Đó, cá sặc rằn này. Cá sặc rằn đồng. Mô A Di Đà Phật. Trở về sông phù hộ cho anh Huỳnh Quốc cũng như gia đình được nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Cái sặc rằn này có trứng hết rồi nè, mấy con này nè, mai mốt nó đẻ hết rồi. Lát rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Trở về xong đi con, trở về tự nhiên đi, rồi sinh sản đi. Cá này á, nó rất là hiếm, tại vì hồi xưa nó nhiều lắm nhưng mà giờ ít đi rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Về xong đi. Ở đây là Thiện thả cá rô này. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Trở về xong đi con. Rồi tới cá sặc. Cá sặc này mới nhiều nè. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Về xong đi con. Đó. Có mấy con nó bị ngộp sình mà nó không chết à. Sống chết không? Sống hết trơn. Ồ, nó bu dưới này nè. Nè, nhóc hết trơn luôn nè. Cái sạc nè. Đây nè, nó bu nè. Mình sống chung với thiên nhiên á, thấy mấy con vật rồi thấy tội nghiệp, thấy thương. À, cá này là Thiện thả cá chê. Đó, cá chê đó. Nè, tới nhiều cá lóc nè, cá lóc mới nhiều nè. Đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Về xong đi con. Cá lóc mà đặc biệt cái là có nước nó không nhảy nha. Bây giờ không có nước nó nhảy nè, chắc nước ra. Nam Mô A Di Đà Phật. Trở về xong đi con. Quá trời cá lóc lứa lứa không. Rồi về xong đây con. Rồi sinh sản đi, mùa này đẻ ra nhiều nhiều chút đi. À, như vậy là Thiện thả những con cá trở về xong rồi. Thì Thiện chân thành cảm ơn tới anh Huỳnh Quốc rất là nhiều đã gửi những tiền cho Thiện mua những con cá trở về xong. Thì ngày hôm nay mua cũng Thiện mua cá rô phi 5 kg, cá sặc rằn 3 kg, cá chê lai 3 kg, thác lát 7 kg, cá sặc rằn 9 kg, cá lóc 10 kg, cá rô đồng 6 kg. Thì tổng cộng ngày hôm nay Thiện mua là 2.895.000. Thì cái phần này Thiện sẽ thả ngày hôm nay, rồi cái phần còn lại trong số 350 đô đó Thiện sẽ thả ở những clip tiếp theo. Thì do ngày hôm nay mình chỉ mua được có gần 3 triệu tiền cá thôi, thì còn phần còn lại thì Thiện sẽ gửi tiếp tục, thả cá tiếp tục nữa.
350 đô này thì mình thả khoảng 3 ngày này mới 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 hết. Đó kìa, cá lóc nổi rồi đó. Nó đu theo cái vỏ máy ấy, giờ nó nổi lên. Xong cái phần cá rồi, Thiện sẽ cập nhật những cái video mới nữa. Thiện sẽ thả những con cá tiếp theo nữa. Thì ngày hôm nay thả bao nhiêu đây, ngày hôm sau thả tiếp tục nữa.